Ngày hôm qua thì thấy có cái thông báo của cái đám gọi là mình không biết là nhóm nào, nhưng mà thấy họ lại mượn danh giống như của Thiên Long Sơn. Thật sự Thiên Long Sơn mình làm chủ địa chỉ Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang, thì Thiên Tử đang ở trên núi mà Thiên Tử chả có biết là ở ngoài kia đường cái lông hổ nào, mình không biết. Nhưng mà đó là nhìn là thấy biết rồi. Chủ yếu 50 năm mấy bác HO đi tìm Thiên Tử qua đường cái lông hổ là để đưa Thiên Tử về Việt Nam làm vua. Thiên Tử đang nằm đây. Đây là Thiên Long Sơn, cái suối. Mà Thiên Tử chả biết, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tà. Cho nên tỉnh táo một chút nha bà con. Bắt chước trăng khuya không tỉnh táo. Chợ đầu tiên học được chữ này. Tỉnh táo. Và thêm nữa là người nào mà làm mấy cái gì á, phải có tên và có địa chỉ để cho luật sư nó biết, nó hỏi. Chứ còn đi giống như cái hãng Kenty sư phụ, mà người đó dùng cái tên hãng Kenty sư phụ mà ra thông cáo này thông cáo nọ, có phải là ảnh hưởng uy tín của Kenty đúng không? Ảnh hưởng uy tín của sư phụ là luật sư nó hỏi thăm sức khỏe phải bồi thường nặng đó. Còn nếu mà để mà phỏng phỏng mà không có địa chỉ, chẳng có tên, phó sói nguyên sói thì nó ma sói luôn đi, không tại nó dư cái chữ A phải không? Đúng là phải không có chữ A thì phải nói là ma sói thì ok. Cho nên chuyện nhỏ như con thỏ, các hài tử đó là khi mà cờ tàn đó, nước tới cùng rồi đó. Cái ngày hôm nay đó, họ tìm đủ mọi cách để mà phá và xuyên tạc, để cho thanh lọc hàng đệ tử. Những đứa nào mà lạc lòng tin á thì cứ đi xuống địa ngục chung với họ, gọi là phá đạo. Những đứa mà phá đạo sẽ tiêu xác tiêu hồn. Bữa mấy vị nói thái tử chỉ sinh được 3 lần, linh hồn sẽ mất đi mãi mãi nếu mà tiếp đã và phá đạo, gọi là phá đạo. Thí dụ như mình không tu thì mình không có tạo nghiệp, mà mình bỏ cha mẹ, bỏ kinh thiên tâm, bỏ đạo mà ngược lại còn phá đạo thì tội rất là cực kỳ đại tội. Thì từ bi thì nói mấy lời. Chứ mà xưa nay ở ngoài kia cũng chả ai biết đường cái lông hổ là cái gì. Thật sự về tâm linh, những người có chân mệnh đều có câu thông với bề trên. Câu thông có nhiều loại thần thông lắm. Sư phụ có cảm ứng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thiên khẩu thông. Còn đường cái lông hổ là để về phần chính trị cho những hồn thiên sông núi, những bác HO, những người bình thường không có chân mệnh. Cũng nếu mà sư phụ xin cho người nào để xin và xin cha, cha phải đồng ý nha. Đường cơ nó cũng như một cái website riêng của ông Trump vậy, không ai vô hack được. Chứ không phải như cơ ma cơ quỷ thì ai cũng vô được. Thì cái này đặc biệt là chỉ có phải cha đồng ý thì cái bác đó đó sẽ tự nhiên nhận được cái điển và chạy được, để mà nhận được những chỉ thị và những lời của bề trên dạy bảo. Mà đa số là chỉ nói chuyện với hồn thiên sông núi như ngày Trận Đạo, ngày Nguyễn Trực, vân vân. Còn riêng sư phụ có những cái thần thông không có cần phải chạy cơ, nhưng mà phải cần là gì? Khi mình nói chuyện với hồn thiên sông núi nó phải ra tờ giấy, còn mình nói chuyện mình nhắm mắt hay là ngồi thiền thì nó chỉ giống như một cái câu chuyện ngắn nhỏ thôi, nó không có vô cái đất của mình, nó không có vô văn kiện. Thì luôn luôn lúc nào gần 40 mấy 50 năm nay thì đường cơ nó có. Đến hôm nay những cái người mà không còn chân mệnh nữa thì sẽ giống như cha sẽ có những người khác. Nó cũng như phi thuyền NASA khi bắn lên trời, mấy con nghĩ mấy cái thùng gas, mấy cái thùng mà kẹp kế bên á, khi ra khỏi quỹ đạo mình có cần cái đó không? Đâu có cần nữa, tự động cái đó nó sẽ tách ra và rớt xuống biển. Thì lúc đó chỉ còn cái phi thuyền con thoi thôi, tự nó sẽ lái với những người
có chân mệnh sẽ lái con thuyền. Thì cái đường Cơ Long Hổ và Thiên Tử tới ngày hôm nay á, sắp sửa về nước á, thì nó cũng y như con phi thuyền con thoi vậy đó. Đến một lúc nào thì những cái bình ga, những cái bình xăng sẽ bị tách ra. Đó là chuyện rất là bình thường, chứ nó không có gì gọi là để cho người ta dễ đánh phá và dễ xuyên tạc. Nếu mà người có chánh kiến sẽ hiểu, ủa đường Cơ Long Hổ 50 năm đi tìm Thiên Tử, Thiên Tử lạc lòi qua bên bờ nước Mỹ thì tìm gặp sư phụ nè, thì lâu nay để phò sư phụ thì giờ xong tiếp tục phò, mà lại làm như vậy có nghĩa là gì? Phản phản thật. Và đồng thời Thiên Tử đang ở núi Thiên Long Sơn, đang nằm trên võng ở cái bờ suối Thiên Long Sơn, Thiên Tử đâu có biết cái chuyện ngoài kia ai làm cái gì. Cho nên tất cả các hàng đệ tử và những người mà hiểu sâu về núi Thiên Long Sơn á, phải tìm hiểu cho kỹ, nó không có bị khẩu nghiệp á. Sư phụ vẫn là cội hạt ngọc, vẫn là cục kim cương sáng ngời, vẫn là đứa con cưng của Thượng Đế. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, đến cái giai đoạn này á, phải tra cho một người mỗi mỗi Thuận Bình công chúa. Thuận Bình công chúa cũng có thần thông, thiên nhãn thông, nhĩ thông, cảm ứng thông, và có cái tâm đại từ bi rất là hiền. Mấy con thấy á, đó là về tâm linh. Còn về mặt đời á, Thượng Bình có bằng cấp đại học ở Mỹ, nói tiếng Anh không có dấp như sư phụ rất là giỏi, cũng giống như nói tiếng Anh giống như sư mẹ và mẫu vậy đó, gần giống như mấy đứa nít lớn lên đây. Cho nên tài trí vẹn toàn, đó là chân chắc chân nhị bà chân bà chịu, đó là đại phước của nước Việt để theo phò Thiên Tử về nước. Đó là ông chúa Tận Bình và sư mẫu, hai người vừa hiền vừa có tài. Tài về mặt đời, mặt đời của thời đại này là tiếng Anh rồi học vấn của Mỹ thì mới mới về Việt Nam mới mà giúp sư phụ được. Chứ không lẽ mà một người không biết tiếng Anh sao giúp được sư phụ, hoặc là một người không hiểu gì chỉ biết tâm linh rồi làm sao giúp. Cho nên những người này là đặc biệt, không hề biết hết, vừa tâm linh vừa professional của Mỹ nữa. Trở lại cái thông cáo đó gọi là mạo nhận, đại phạm thượng đại tội, không có đúng. Có ngon á, bỏ tên vô, bỏ địa chỉ vô để luật sư người ta biết đường, người ta gửi thơ tới. Ở đây không ai mượn danh của ai được, không ai mượn tên. Bây giờ thí dụ nhà của con đã đâu có mượn địa chỉ nhà con, người ta nói tùm lum. Sư phụ là giáo chủ của một cái đạo, không phải là giáo chủ mà là người truyền tin của cái đạo. Cái đạo nó có sẵn rồi. Sư phụ là con của Thượng Đế thì là thật, truyền tin là thật, thời tận thế là thật, tất cả mà nước Việt sẽ thay đổi là thật, Minh Vương sắp sửa về làm vua nước Việt cũng là thật. Chỉ có một số mà người mà gọi là bất đồng chánh kiến á, là vì họ mất cái quyền lợi, hay là một cái tập thể của Long Hoa Mật Tạng, của Cộng sản, của Ma Sói, tức là mình ở đây ai cũng biết rồi đó, thì họ là tà. Thì khi tà mà nó cứ xuyên tạc rồi nó tìm đủ cách. Ở trên núi chuyện có một mở đầu 10, mà cái chuyện tốt thì nó bỏ ra, còn chuyện xấu không có nó cũng thêm mắm thêm muối vô, mà đa số như vậy. Còn cái hàng đệ tử cũ á, u mê chạy theo tà mà mình không biết, mỗi ngày mình tạo đại đại trọng tội, đại đại nghiệp mà không biết. Mấy đứa đệ tử cũ á, nhất là con Nhật Phương tại Vĩnh, chúng bùa chúng hai loại, chúng của anh Bắc và chúng của núi Cấm Gượng Khanh nữa, rồi thêm mấy đứa ở đây cũng bị. Mà hỏi đứa nào mà cầm điện thoại mà gọi đứa kia là nó bị, nó gọi là truyền âm á, nó cứ bị xây quần hoài ba cái bùa ngải đó, thì đại trọng tội đó. Muốn cái gì ấy, nó cũng phải có rõ ràng bằng chứng hay cụ thể. Sư phụ vẫn là Thiên Tử, vẫn là hiên ngang đi về nước, vẫn còn đủ hoài lực thần thông, Xích Long Bạch Long, các vị thiên tướng vẫn bên mình, cha vẫn nói chuyện hộ thường xuyên. Bây giờ chỉ thêm có muội muội là công chúa Thuận Bình, là con của nhị trời, là Ngọc Thiên Đại Đế, tâm rất là từ bi. Cha bắt á, cha phán xuống á, ba đứa, tức là Thiên Nhãn, tức là sư phụ, Quyền Châu công chúa, tức là sư mẫu, Thượng Bình công chúa, ba người phải thề. Một trong ba người á, mà chấp tướng á, mà không thương nhau, không đoàn kết á,
mà để tà nó phá đó là bị quỷ sát đó. Cho nên bây giờ tà nó sẽ theo nó phá công chúa Thượng Bình, nó sẽ phá công chúa Quyền Châu, nó sẽ phá sư phụ. Nhưng mà nó phá thì nó phá, khi nó khởi tâm thì nó cũng bị ẹt rồi. Bề trên không có để cho những tụi mà tâm xấu mà cứ len lỏi vô Thiên Long Sơn. Hôm nay Thiên Long Sơn là một cái cuộc sàng lọc, thanh lọc ra rất là rõ ràng, trắng đen. Đi theo ma sói, bỏ hình tượng cha mẹ, đó là tà. Giữ hình tượng cha mẹ, giữ cuốn kinh Thiên Tâm, đó là chánh. Vì thời nay chỉ có tượng đế là tối thượng. Chạy theo thầy này ông nọ mà chạy theo ồn ào, đó là tà. Hàng đệ tử đã từng có duyên thì họ đã bị mất duyên rồi. Mấy vị nói khi mà đi quá xa rồi á là sẽ đi mãi mãi. Cái linh hồn nó cũng vậy, đi mãi mãi mà họ không biết. Sư phụ ngày xưa giàu sao cũng có tình nghĩa thầy trò, đâu có dạy sân si đâu, đâu có dạy xỉa sói đâu, đâu có dạy xuyên tạc đâu. Mình không thích cái gì á thì mình phải chờ coi, phải bình tĩnh lắng động nghe. Chứ không phải mình nghe một cái mình ào ra mình chửi. Tu hành chữ gì kỳ vậy? Chuyện chưa có biết trắng đen rõ ràng gì hết. Ở trên núi người ta chỉ nói một, ở dưới nó đồn 10, rồi cái lên mạng nó chửi. Mà ở bên đây á, đưa miếng nước uống. Ở bên này đâu có cần phải hãy qua. Đâu có cần phải giải thích. Tại khi giải thích á, nó sẽ... Thôi con, đứng té, nó ok. Đi lên đi. Bên chánh đạo á là bên mà những đứa mà họ thiên mà còn ở lại á, hồi bữa Thiên Nhãn nói tất cả những đệ tử hôm nay mà còn ở lại với xác phàm của ta, sau này về trời sẽ làm bạn của ta, nhớ rõ nha, cái này nguyên lời nguyên thần của sư phụ nói, sau này về trời sẽ làm bạn với ta và vui đùa giỡn với ta. Đó là lời Thiên Nhãn nói. Sư phụ nói là Thiên Tướng Kiệt, Thiên Nhãn là nguyên thần của sư phụ, lúc nào cũng bên cạnh sư phụ, hai là một, một là hai. Thì Thiên Nhãn nói những đứa đệ tử mà hôm nay sau sàng lọc mà còn ở lại với ta thì sau này về trời sẽ được vui sướng cùng với ta. Đó là nguyên văn của ngài nói như vậy. Thiên Nhãn là ai? Thiên Nhãn cũng là sư phụ á. Cho nên nếu mà những đứa đệ tử mà còn ngoan cố á, mà không có hiểu trắng hiểu đen mà ào ào nó không có lợi gì đâu, nó chỉ là náo động thôi, nó chỉ quảng cáo giùm cho Thượng Bình thôi. Và sau đó khi mà giải thích rồi á thì con người mình đã không còn giá trị nữa, mình nói những cái lời không ai nghe mình đâu. Sư phụ vẫn còn, tà nó nói đủ kiểu, sư phụ vẫn nói một câu thôi, nó viết nguyên một cái thông cáo tụi tà đó, con đọc thấy rùng rợn đúng không? Nhưng mà sư phụ chỉ nói Đường Cao Tông Hổ thật sự là 50 năm đi theo phò Thiên Tử. Mà hôm nay Thiên Tử chả biết gì hết. Thiên Tử đang nằm ở núi Thiên Long Sơn. Thiên Tử đang nằm đây. Thì có nghĩa là ngoài kia có Thiên Tử mới đúng không? Chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà trên đời này chỉ có một Thiên Tử duy nhất là sư phụ. Xuống hạ phàm, xuống trần gian này. Sau đó là công chúa Quyền Châu là người thứ nhì. Rồi sau đó có công chúa Tượng Bình. Một người giống như lo một việc, việc nhà, việc nước. Sư phụ phải đi Đông Tây dẹp Bắc. Sau này sư phụ làm nguyên thủ quốc gia đi khắp thế giới. Thì công chúa Thượng Bình sẽ theo sư phụ kế bên, lo này lo kia. Bây giờ cho một ông già 90 tuổi đi theo sư phụ lo được cái gì? Đến một lúc trước phi thiền phải tách cái bình xăng ra, chỉ còn lại cái phòng lái, lái trong cái quỹ đạo, lái cho nước Việt trở thành một nước hùng cường giàu mạnh, đâu phải dễ lái đâu. Một mình sư phụ đâu có làm nổi. Đó là chị nói những lời chân tình hôm nay. Tại ngồi ở đây là thấy dòng nước chảy suối cũng đẹp. Mấy cái này không cần giải thích, nó chuyện nhỏ như con thỏ, cho nên không cần phải lên mạng clip gọi là chính thống hàng tuần thứ bảy giải thích. Chỉ cần nói chơi chơi vậy rồi mấy con bỏ lên. Còn những người nào á, mà hồ đồ, gọi là cái tâm trí còn thấp á,
mà cứ chạy theo gọi là đám đông này nọ đó. Thì hồi xưa Phật có nói ở dưới cầu á, tụi nó kéo theo cũng đông lắm á. Như nào Phật chỉ giải thích sơ sơ nó nhiều không có hay. Tóm lại cái đó giả mạo, có ngon là có tên có địa chỉ, thì để luật sư nó gửi địa chỉ về nhà nó hỏi. Không ai mượn danh của ai mà muốn nói này nói kia, mượn danh núi, mượn danh thiên tâm phá phá rối kiểu này đâu có được. Ok, bye bye, chào.